hoa thơm cỏ ngọt ven đường rất là nhiều. Đây các bác, hoa đẹp. Đấy. Ta kia là cái trang trại này. Đấy. Đấy là cái trang trại tổng. Đến mãi cái bụi cây tít đằng kia là cái trang trại của anh đây. Đấy, kia là nuôi cây ba này. Trên là có dãy xi này. Đấy, đây là con đường này, là con đường vòng về thị trấn Lập Thạch này. Đấy là cái đường bờ đê các bác nhá. Đây là cái đường bờ đê. Đấy, này, đường bờ đê. Nha. Các bác nhá. Kia cái nhà bằng vàng, cái nhà sơn bằng vàng, cái là nhà trang trại nhà của anh Công. Công cái lối đi xuống rất là đẹp. Đấy nha, lối đi xuống rất là đẹp. Trang trại rất đẹp, cái lối đi xuống cái đường 1D. Đấy nha. Đấy, đây. Đường rất là đẹp nha. Đấy, mà vừa mua cái máy cưa cây điện. Bạn về cắt tỉa vườn nhà cây xanh rồi. Đó. Đó, rất là tiện lợi nha các bác nha. Đó. Là mua xong là làm luôn. Đấy. Quá là tiện, đỡ tốn bao nhiêu thời gian. Nếu mà dùng dao mà chặt thì chắc không biết là tháng nào xong này. Cưa này mấy phút. Công mua máy cưa thấy tiện không? Thấy tiện không? Mua máy cưa thấy tiện không? Tiện chứ. Có tiện không? Phải cắt sướng không? Sử dụng máy móc công nghệ. Cắt sướng không? Cắt tốt. Đấy, okay. Tư vấn nói chuyện anh em nó câu cắt thế anh em thế nào có nhu cầu thì cứ đến chính hãng. Cơ điện này được cái các bạn thấy là cơ điện được cái là không tốn xăng các bạn ạ. Đấy, cái ưu điểm nó là thế. Nhỏ gọn. Đấy các bạn thấy không? Cả cái khúc to như này, khúc cái cây xi to như này nhá. Khúc cây xi to này. Đấy mà chúng ta chỉ dùng cái máy cắt tỉa vườn nhà này là cũng giải quyết được công việc rất nhiều các bạn thấy không? Thấy không? Nhá. Đấy. Đấy nhá. Gốc này là vanh bao nhiêu đây Công nhỉ? Vanh này vanh 80. Vanh này vanh 80 đấy nhá. Còn cái cưa nhỏ này cũng ok đấy nhá. Đấy các bạn chỉ có lưu ý là cái lưu ý đến vấn đề nhớt ấy. Nhớt về vấn đề là cái nước. Nước nó vào buồng điện. Chúng ta không biết mà chúng ta để đất ẩm, đất thấp hoặc cái cây ướt. Cây ướt. Cắt cái cây ướt và nó nhảy vào là cái điện nó chết. IC nó chết. Đấy, các bạn thấy không, cưa rất là ngọt nhá. Mặc dù là chưa lốt đa đâu, đúng là lốt đa mấy tiếng á, mà làm luôn. Xe đạp leo núi kia chơi khó lắm rồi. Quá tải mất. Cho ra ngoài kênh như này, cho ra trong này đấy. Đấy các bạn nha, đây là con sa phan, con sa phan size nhỏ, sa phan size nhỏ. Nhưng mà anh Công về anh này chơi hẳn cây cổ thụ đấy, các bạn nào vẫn chơi được này, thấy không?
vẫn chơi được, chỉ có nhông xích cái căng ra để bật lại, thấy không? Thấy không? Đấy, con xa phân rồi. Các bạn nhá, con sao phân nhỏ nhưng mà chơi cây cổ thụ vẫn chịu được, các bạn thấy không? Thấy không? Đấy. Tao đi qua đấy thì lấy sẵn đấy, hai cái nhông. Có cái để cả cái dây vào đó.